Hello, chào mừng các em đã quay lại kênh channel tôi, người săn đồ chơi. Và hôm nay ta có anh sẽ giới thiệu cho các em hai cái món đồ chơi này. Một thứ nhất là trong cái này là bộ sưu tập của PlayStation ha, PlayStation 4. Và cái này cái đĩa này là hàng limited, hàng giới hạn, có sản xuất có giới hạn ha. Và thứ hai nữa ta sẽ coi chiếc xe Batman Mobi. Và đầu tiên ta sẽ coi cái đĩa trước là đĩa này là trong bộ sưu tập ha. Đĩa này là ở đây ta sẽ có một cái bức tranh và một quyển sổ ha, quyển sổ tay của cảnh sát. Và cái game này gọi là Evil Within ha, gọi là tạm dịch là ác quỷ trong tôi. Cái game này là trên 18 tuổi cộng nha, 18 tuổi cộng mới chơi được nha các em. Để nhìn cái là ghê gợn. Ta có một cuốn sổ tay của Bolit ha. Nhìn cái bản thiết kế rất là đẹp. Trong đây có người ta sẽ làm một cái gọi là giống như một cái cuốn nhật ký ha. Các em đây thấy giống như ở đây là máu nhưng mà thật sự cái này là màu thôi nha các em. Hình vẽ đây là viên thanh tra ha. Đây là bức mấy bức phác thảo của nhà bác học rồi ha. Ở đây là nữ thanh tra đi chung với anh chàng Sebastian. Đây là một trong những ác quỷ nha các bạn. Giờ các em nhìn giống như có máu á. Và đây là nhà bác học của chúng ta. Nhà bác học đã tạo những xác chết đó thành ác quỷ. Và đây là nữ thanh tra. Có rất là nhiều ác quỷ ha. Cái này để dành cho mình, đây là bộ sưu tập thôi nha các em. Còn nhân vật chính của chúng ta là ở đây. Nhân vật chính của chúng ta nằm ở đây. Ta sẽ có thêm một bức tranh 3D nữa ha. Bức tranh này nó là một cái não ha. Đây là một chiếc bức tranh 3D. Ai đã từng chơi game này gọi là biết sẽ biết. Game này ra thì cũng lâu rồi các em. Và bây giờ ta sẽ review cái chiếc xe nha. Chiếc xe này là chiếc xe của Batman Mobile ha. Ở đây ta sẽ có cái mã QR ở đây, ta sẽ check mã đây. Cái chiếc xe này sản xuất năm 2016 ha. Trong đầu tiên ta sẽ nhìn cái bánh đó ha. Bánh nhìn thiết kế rất là đẹp. Và đằng sau bánh sau thì cũng rất là đẹp. Và nhìn ở đây là cái cản gió nè. Các em nhìn có thể thấy cái cản gió của nó rất là đẹp. Và ở đây cái cửa này các ta có thể mở lên mở xuống ha. Và ta có thể review ở trong bên trong được luôn ha. Như các em thấy ha. Như bánh trước của nó. Nhìn rất là đẹp luôn. Và nhìn vô tận thiết kế bên trong đó, thì ta có thể thấy được cái qua lăng ha, cần số. Và ta có thể đóng mở dễ dàng ha. Ở đây là ta qua lăng tay lái nè. Rồi ghế trong nhìn rất là chắc chắn, nhìn giống như là một cái xe bằng thép ha, chứ không phải bằng nhựa nữa. Các em nhìn để ý kỹ, đây là cái đồ gác chân ở đây ha.
nhìn rất là đẹp. Video tới đây là hết ha. Nếu các em thích video này hãy like và comment hoặc share và đăng ký kênh ha, để kênh có nhiều video mới thêm ha. Chào tạm biệt và các em. Bye bye. Hẹn gặp lại tuần sau nha. Bye bye.